Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc quạt tích điện của hãng Lumias. Đây là phiên bản dành cho thị trường Hàn Quốc. Quạt này khá là nhỏ gọn, trọng lượng chỉ khoảng 565g. Đầu gói chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, đi kèm là cái cáp sạc cổng tai C. Nó tích hợp pin sạc sẽ giúp chúng ta được quạt mát liên tục trong khoảng 12 tiếng. Công suất là 5W và dung lượng pin là 4000mAh. Có một nút điều khiển ở dưới này, bấm sẽ chạy và có 3 mức độ hoạt động. Ngoài ra thì quạt này có khả năng chuyển hướng, nó sẽ xoay được 60 độ. Thì để bấm chuyển hướng các bạn sẽ bấm và giữ nút công tắc nguồn. Còn bấm từng cái một thì là chọn tốc độ. Nó sẽ có đèn hiển thị dưới này, tức là có thể xoay như cái quạt bàn thông thường ấy. Ngoài ra thì các bạn có thể chỉnh được cái độ nghiêng. Đây là thông số quạt, công suất là 5W. Thì vỏ được sơn tĩnh điện màu đỏ rất là đẹp. Ngoài ra nó còn có cả màu đen và màu trắng. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc quạt Lumias có khả năng điều chỉnh hướng gió, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.